Lý Tử Thất phiên bản Việt. Cái này giống như là Lý Tử Thất phiên bản lỗi ấy. Âm thanh hay, kể chuyện lôi cuốn được như Lý Tử Thất. Quan trọng nhất á, là không dùng gimbal, không dùng slider. Từng cái bối cảnh thì nó sẽ thể hiện một cái đoạn nội dung nào đấy. Và một câu chuyện á, thì nó sẽ nhiều cái bối cảnh đó. Và mỗi bối cảnh á, có toàn trung cận. Bối cảnh 1, bối cảnh 2, bối cảnh 3, bối cảnh 4. Mỗi bối cảnh đều có toàn trung cận. Và như thế thì quay được hết clip. Anh em có biết Lý Tử Thất không? Lý Di Quy gần 18 triệu lượt subscriber, video nào cũng mấy chục triệu view luôn. Mặc dù là Lý Tử Thất đã ngừng ra video 2 năm trước rồi, nhưng mà dường như cái phong cách video Lý Tử Thất nó đã in đậm trong lòng của khán giả. Thậm chí cái cách làm video của Lý Tử Thất nó đã biến thành một cái trào lưu, giống như một cái kiểu từ khóa. Thậm chí chỉ cần nói làm video theo kiểu Lý Tử Thất là người ta hiểu được kiểu video đồng quê, kiểu video dân dã, kiểu video đẹp, nó yên bình. Việt Nam mình cũng có một cái kênh, đó là kênh Ẩm Thực Mẹ Làm của bạn Đồng Văn Hùng, cũng có một số nét khá là tương đồng so với lại video của Lý Tử Thất. Tuy nhiên là những thứ mà các bạn nhìn thấy, khán giả nhìn thấy xung quanh màn hình là kết quả cuối cùng. Nhìn nó có vẻ đơn giản, nhìn nó có vẻ dễ chịu, nhưng kỳ thực thì đằng sau đó không phải một sự nỗ lực, mà là một chuỗi những cái nỗ lực, ý tưởng cho tới kỹ thuật quay dựng. Lý Tử Thất phiên bản Việt, chỗ tài vào bếp. Cái này giống như là Lý Tử Thất phiên bản lỗi ấy, chứ không phải là phiên bản Việt anh em ạ. Cái người quay video, người làm video không hiểu về cái nội dung của Lý Tử Thất. Và nếu như mà các bạn thắc mắc làm sao để quay video đẹp, âm thanh hay, kể chuyện lôi cuốn được như Lý Tử Thất, thì ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới góc độ của một người làm video, một người làm về kỹ thuật quay dựng sản xuất video. Có nhiều tranh cãi nói là Lý Tử Thất phải luôn luôn có ekip chứ một mình không thể làm được như vậy. Thì thực ra thì thời gian đầu là Lý Tử Thất tự set up bối cảnh, tự quay, tự làm nhân vật và tự biên tập video luôn. Nhưng mà khi mà cô ấy làm một thời gian nổi tiếng lên thì bắt đầu các nhà đầu tư thấy có tiềm năng và họ đầu tư vào. Và lúc đấy thì Lý Tử Thất có ekip. Tuy nhiên là kể cả khi mà có ekip thì Lý Tử Thất vẫn là người đạo diễn hình ảnh, vẫn là người quyết định xem khung hình, góc quay và các thứ chính. Và dù là cái thời gian quay video một mình hay là có ekip thì vẫn đều có chung một số điểm mấu chốt. Mấu chốt trong việc lựa chọn thiết bị làm video này, mấu chốt trong cái bối cảnh quay này, mấu chốt để mà quay video ASMR là âm thanh, kiểu âm thanh ASMR. Và những cái điểm mấu chốt mà nhiều bên đã cố gắng bắt chước nhưng mà rất khó để đưa ra được một cái Lý Tử Thất phiên bản không lỗi. Và ở video này thì chủ yếu mình sẽ phân tích những cái điểm mấu chốt để anh em có thể tự quay video một mình giống như Lý Tử Thất, hoặc là đơn giản chỉ để hiểu và làm ra một kiểu video có phong cách hấp dẫn giống như Lý Tử Thất. Từ nói về thiết bị thì mình phải giới thiệu với anh em một cái chức năng cực mới của kho nhạc Epidemic Sound là đã có thể tìm kiếm nhạc theo video. Anh em không nghe nhầm đâu, thử kéo xem một cái đoạn video Lý Tử Thất. Kéo vào. Lúc này thì mình sẽ chọn khung hình. Chọn cái khung hình nào đó mà nó thể hiện cái ý tưởng mà mình muốn tìm video á. Ví dụ như mình sẽ chọn khung hình này đi. Sau mình sẽ bấm Sound Map và nó sẽ tìm kiếm chúng ta một loạt những cái bài hát mà nó khớp với lại cái khung hình này. Tính năng tìm kiếm sao mát này được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và nó làm cho cái việc tìm kiếm nhạc phù hợp với lại nội dung của video nhanh và dễ dàng nhất có thể. Còn lại các cái tính năng tìm kiếm khác thì mình cũng đã giới thiệu qua khá là nhiều video trước đây rồi. Kho nhạc Epidemic Sound này thì mình đã tin dùng từ năm 2017, đến nay cũng đã gần 7 năm thì không có gì phàn nàn hết. Họ sở hữu 100% kho nhạc của họ cho nên là sẽ không bao giờ lo bị yêu cầu xóa video hay là bị giới hạn về mặt bản quyền trong tương lai. Anh em nào muốn đăng ký dùng thì có thể tìm cái coupon mã giảm giá ở phía dưới mô tả của video này. À. Và quan trọng nhất là bạn sẽ được miễn phí thêm một cái tháng dùng thử khi mà đăng ký qua link của mình phía bên dưới cho cả gói cá nhân hay là gói thương mại luôn. Nói về thiết bị thì đầu tiên quan trọng nhất là không dùng gimbal, không dùng slider, không dùng những cái cú máy chuyển động là yếu tố quan trọng đầu tiên. Như cái kênh mà Lý Tử Thất phiên bản Việt dùng gimbal, slider, tung té, chuyển động các thứ, nhưng mà nó phản tác dụng. Phân tích sơ qua một chút nha. Thì cái cú máy tĩnh nghĩa là cái máy để trên cái chân máy đứng yên, khung hình nó không có chuyển động, chỉ có nhân vật chuyển động trong đó, thì cái tĩnh nó là nhiều. Thì tĩnh nó chính là cái sự yên tĩnh, nó chính là cái sự tạo ra cái cảm giác yên bình cho người xem. Ngược lại với tĩnh là động, thì các cú máy gimbal, slider, flycam, chuyển động thì nó tạo ra những cái chuyển động mà khi mà chuyển động ở trong khung hình thì nó sẽ tạo ra năng lượng.
thì nó sẽ giảm đi cái sự yên bình, giảm đi cái tính yên tĩnh. Nó đẩy cái nhịp video nhanh lên thì nó sẽ làm đi mất đi cái concept gọi là tính đồng quê, thanh bình, yên tĩnh, dễ chịu. Đấy. Nếu anh em hỏi cụ thể dùng camera nào để quay được như Lý Tử Thất á, thì thực ra thời gian đầu là Lý Tử Thất sử dụng một con Sony A6000, nhưng mà cái thời đó là thời gian đầu thôi, hình ảnh nó cũng không tốt lắm. Về sau thì Lý Tử Thất sử dụng máy ảnh Canon, và tất nhiên là nói chung máy càng đắt tiền thì nó sẽ cho hình ảnh càng cao. Tuy nhiên với sự khởi đầu thì mình nghĩ là một con Canon RP với mức giá đâu đó hiện tại khoảng độ 19-20 triệu là một cái máy rất là ok để anh em có thể khởi đầu. Đây là một con máy ảnh cảm biến full frame nên anh em có thể dễ dàng lựa chọn lens xóa phông tầm F4 là có thể xóa phông được rồi. Tuy nhiên recommend thì anh em nên chọn con 24-70 F2.8 Canon á. Đó, lens cũ giá rất rẻ và xóa phông mịt mù, nhìn rất là ạc. Lý Tử Thất là ngon lành luôn. Trong video của Lý Tử Thất thì khá là ít sử dụng cái len góc rộng, cho nên em chỉ cần dùng len 24-70 và một con len tele khoảng 70-200. Tin vui là bây giờ len của Canon á, viền đỏ luôn, dòng len cũ rất là rẻ, cho nên anh em có thể có một combo chỉ với khoảng hơn 30 triệu đồng là có một combo quay video đẹp cỡ như Lý Tử Thất rồi. Ngoài camera, ống kính thì vẫn còn hai thứ, đó là chân máy. Thì chân máy thực sự là không quan trọng lắm, anh em chỉ cần để cái camera lên mà nó không rung thì là được, cho nên 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu đổ lại là mình nghĩ là good rồi. Phần nữa là đèn thì đa phần video của Lý Tử Thất là quay ngoài trời, quay ngoại cảnh hoặc là bên cửa sổ, lấy ánh sáng trực tiếp từ cửa sổ. Tuy nhiên là khi mà có ekip thì chúng ta sẽ gọi là đèn đóm chỉnh chu và chúng ta có thể chủ động được hơn, không cần trời nắng vẫn có thể quay được video giả nắng. Kể chuyện tuyến tính thì hiểu đơn giản, nó là từ A đến Z, từ đầu đến cuối, từ ngày này qua ngày khác. Nói chung là nó không có xáo trộn gì về mặt thời gian. Phân tích thử một cái video của Lý Tử Thất nói về chủ đề làm chăn và áo bông cho bà ngoại cái mùa rét á, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái kiểu kể chuyện rất là đơn giản. Trong cái câu chuyện đấy thì Lý Tử Thất sẽ kể cho các bạn từ đầu đến cuối cái quy trình để làm ra những cái sản phẩm như vậy. Ví dụ như là những cái bước đầu tiên cắt lá dâu về cho tằm ăn, thì nuôi tằm từ những cái lúc mà nó còn ở trong cái trứng nhộng, con tằm nhỏ xíu lớn lên tới lúc mà tằm nó đóng kén, xong rồi thu hoạch những cái kén đó, sau đó thì xử lý qua nhiều bước như là nấu nước sôi nè, xong rồi rửa nè, xong rồi căng lên nè, rồi phơi nè, rồi đến bước làm cái phần chăn thì căng ra như thế nào, hay là làm áo thì khâu như thế nào đó, từng bước, sau đó cuối cùng thì là đi tặng bà ngoại đó. Không có một cái thứ tự nào nó đảo lộn hết, nói chung là từ A đến B tuyến tính, từ cái bước 1 cho tới bước 2, bước 3, bước 4 cho tới bước cuối cùng. Đó gọi là lối kể chuyện tuyến tính. Kiểu kể chuyện này thì nó khá là đơn giản thôi, anh em chỉ cần là liệt kê ra một cái kịch bản là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Trong bước 1 thì nó có những cái gì đó thì liệt kê ra và quay tuần tự từ đầu đến cuối. Đến hậu kỳ nó cũng đơn giản hơn nữa, là kéo toàn bộ cái suộc và sắp xếp theo từ thứ tự và bắt đầu cắt gọt đi là xong. Cái khó nhất ở đây là biết được cái nội dung rồi, nhưng mà chọn góc quay như thế nào để thể hiện cái nội dung đó. Đó, được chưa? Kể chuyện tuyến tính. Anh em chưa biết quay gì, chưa biết kể như thế nào thì kể chuyện tuyến tính hồi nãy mình nói rồi. Và kể theo kiểu là theo từng cái bối cảnh. Một cái câu chuyện chúng ta kể theo từng cái bối cảnh. Ví dụ như câu chuyện mà Lý Tử Thất nuôi tằm làm áo làm chăn á, chia làm nhiều bối cảnh. Ví dụ cái bối cảnh ở ngoài vườn dâu này để hái lá dâu bỏ vào gùi đó, rồi cái bối cảnh tiếp là đi về nhà thì ở trong cái phòng nuôi tằm á là cắt lá dâu ra đó. Thì cái bối cảnh hái lá dâu khác, bối cảnh cắt lá dâu khác, sau đến các cái bối cảnh khác, ví dụ như bối cảnh về rửa sơ chế những cái bông tằm lấy được này, hay là bối cảnh mà làm áo làm chăn, hay là cái bối cảnh mà đi đến tặng bà ngoại đấy. Nói chung là từng cái bối cảnh thì nó sẽ thể hiện một cái đoạn nội dung nào đấy, và một câu chuyện đó thì nó sẽ nhiều cái bối cảnh đó, và mỗi bối cảnh á quay như thế nào thì mỗi bối cảnh nên quay có toàn trung cận để mà thể hiện là làm gì, ở đâu và cụ thể như thế nào. Kể chuyện tuyến tính theo từng cái bối cảnh như vậy đó, nghe thì có vẻ rất là dễ dàng nhưng mà đến khi đi vào thì sẽ không biết quay cái gì. Thì anh em nhớ là quay theo cái công thức cơ bản, đó là toàn trung cận. Toàn á là nhân vật đang ở đâu ha, trung đó là nhân vật đó đang làm gì, và cận đó là làm như thế nào cụ thể vào. Ví dụ như là cái bối cảnh đang hái dâu đi, toàn cảnh này đấy là Lý Tử Thất đang ở trong một cái vườn có mấy cây dâu đúng không, rồi bên cạnh có cái con vịt nuôi vịt, nó thể hiện là Lý Tử Thất đang ở cái khu vườn nào đấy, ở gần nhà có nuôi các con vật. Nói chung là thể hiện cái lượng thông tin là ở một cái vườn nhà thôi chứ không phải là vườn công nghiệp đấy. Trung là cái cảnh mà Lý Tử Thất bắt đầu hái dâu đó, ngắt lá đó, nhìn có cái nét mặt có thể hiện được cái nhân vật đang vui vẻ hay là đang bình thường hay là đang rất là enjoy với cái việc hái dâu đó. Còn cận thì là cái hành động hái đó, cận vô cái tay hái đấy, thấy chưa? Toàn trùng cận. Cứ như vậy thì chúng ta lặp đi lặp lại với công thức này cho những cái bối cảnh khác, quay ở những cái góc khác, lặp đi lặp lại theo kể chuyện tuyến tính. Bối cảnh 1, bối cảnh 2, bối cảnh 3, bối cảnh 4, mỗi bối cảnh đều có toàn trùng cận, và như thế thì quay được hết clip. Về
setup ánh sáng để mà quay như video của Lý Tử Thất á, thì anh em sẽ phải bất ngờ là đa phần ánh sáng trong video của Lý Tử Thất là ánh sáng tự nhiên, quay ngoài trời là nhiều, một số thì quay trong bếp. Tuy nhiên là nếu mà để tổng hợp chung lại thì mình thấy có ba cái kiểu ánh sáng thường thấy trong video của Lý Tử Thất, nhất là những cái kiểu ánh sáng dịu, quay những cái lúc mà trời có mây nó tản ra cho nên ánh sáng nó xuyên qua lớp mây và nó sẽ làm dịu nhẹ đi cái khung hình. Kiểu thứ hai là quay lúc trời nắng thì sẽ chọn những cái lúc mà ánh sáng xiên là khoảng độ buổi sáng hoặc là buổi xế chiều, chứ không chọn những cái lúc mà ánh nắng gắt mà mặt trời lên trên đỉnh đầu. Và những lúc ánh sáng xiên đó thì sẽ chọn những khung hình mà nó hơi chếch ánh sáng, hơi ngược sáng một chút xíu để nhìn thấy những cái viền, ví dụ như là viền cây, viền người, nói chung là những cái ánh sáng làm nổi bật những cái viền lên, nhìn nó sẽ ạc, nó sẽ đẹp, nó sẽ nghệ thuật. Còn một kiểu nữa đó là ánh sáng khi mà quay ở trong nhà thì đôi lúc mình sẽ thấy là có đánh thêm đèn, đôi lúc thì sẽ sử dụng hoàn toàn ánh sáng từ cửa sổ. Như là khi mà quay ở trong nhà thì đa phần mình sẽ thấy là cái góc quay nó sẽ vuông góc với lại cái hướng ánh sáng. Vuông góc với hướng ánh sáng, ví dụ như đây là mình đang quay ở trong nhà có một cái cửa sổ này, một nguồn sáng duy nhất, thì việc đơn giản đó là mình sẽ đặt cái camera vuông góc với lại cái hướng ánh sáng, vuông góc 90 độ, và hành động của Lý Tử Thất thì đa phần sẽ quay ở mặt nghiêng này, hướng ra ngoài cửa sổ, vuông góc. Và để có được khung hình đẹp ạc, gọi là nhìn nó nghệ nghệ á, như được Lý Tử Thất, thì mình nghĩ là đa phần các khung hình sẽ quay từ tiêu cự 50mm trở lên, có thể là một con len 50 f/1.8 cộng với lại một cái len 70-200 sẽ bao quát được tất cả những góc quay giống như được Lý Tử Thất. Ví dụ tiêu cự 50mm đấy chưa, rộng nhưng mà nhìn nó cũng đủ cái cảnh toàn. Giả bộ hái rau đồ đi. Quý sâu nó ăn rau chứ ăn thịt người đâu mà bộ này. Thực ra thì mình có hỏi về kênh ẩm thực mẹ làm của bạn Đồng Văn Hùng, bạn ấy sử dụng một cái len 50 f/1.8 của Sony nhưng mà cắm trên máy ảnh crop là đâu đó tương đương với lại khoảng 75mm á, là quay cho toàn bộ kênh ẩm thực mẹ làm luôn. Cho nên nếu mà anh em có một cái bức trình giới hạn á thì có thể suy nghĩ tới một cái máy ảnh cộng với một con len 50 f/1.8, bất kể là crop hay full frame, có thể tiêu cự đó cộng trừ một chút xíu vẫn được. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn full frame và cắm len vào, thì có thể bật cái chế độ crop lên thì chúng ta sẽ có hai tiêu cự, đó là 50mm f/1.8 và 75mm f/1.8, crop hoặc không crop mà chúng ta có hai tiêu cự ở cùng một con len 50 f/1.8. Tông mút đồng quê yên bình. Đấy, anh em có thể hiểu là cảm xúc của người xem nhận được là gì. Thì anh em, ví dụ anh em xem video của Lý Tử Thất thì anh em có bao giờ thấy cái cảm giác đô thị vội vã không? Anh em có bao giờ có cảm giác là ồn ào náo nhiệt không? Hay là anh em cảm giác là ở đây là một cái đồng quê yên bình, cảm giác rất là thư giãn, cảm giác rất là nhẹ nhàng á? Thì mình đoán là Lý Tử Thất cũng muốn đưa cái tông mút, cũng muốn đưa cái cảm xúc này vào trong video, muốn cho khán giả cảm nhận được cái điều đó. Cho nên cái đầu tiên mà khi mà các bạn làm video hay làm kênh thì nếu mà xác định theo kiểu Lý Tử Thất hay là theo kiểu của một cái blogger nào đấy thì anh em cần phải xác định cái này đó, cái cảm xúc của video ha, đó chính là cái tông mút, cái ngữ điệu, cái cảm giác mà người xem sẽ nhận được. Ok, xác định được thì ok, Lý Tử Thất đây chính là cái đồng quê yên bình nhẹ nhàng, yeah. Nhưng quan trọng là sau khi xác định rồi á, thì làm sao để thể hiện được cái điều đó, làm sao để khán giả xem video mà cảm giác là đây nó yên bình, làm sao để làm được. Ok, thì mình phân tích cho anh em số cái khía cạnh kỹ thuật, đó là chúng ta có hai phần: hình ảnh yên bình, cái thứ hai á là âm thanh yên bình. Vậy thì hình ảnh yên bình làm như thế nào? Về hình ảnh thì Lý Tử Thất khi mà lựa chọn một cái bối cảnh đồng quê thì đây đã là một cái lựa chọn rất là khôn ngoan rồi, bởi vì đồng quê đa phần khi mà mình nhìn vào thì mình đã có cảm giác nó yên bình rồi. Tuy nhiên là trong cái việc mà thể hiện qua cái khung hình á, thể hiện qua video một cái màn hình phẳng như thế này á, thì nó sẽ có một số cái lưu ý như sau. Đó là tất cả những thứ liên quan tới nội dung hiển thị lên trên khung hình thì phải follow nhất quán đối với cái tông mút, đối với cái cảm xúc mà mình muốn. Ví dụ nhân vật này, nhân vật thể hiện nét mặt cảm xúc như thế nào, như đăm chiêu hay là nhẹ nhàng, rất là chiêu đó, mặt hoa da phấn hay là nói chung là mộc mạc đơn giản đó. Rồi cái trang phục của nhân vật này, trang phục nó fashion hay không, hay là nó dịu nhẹ đồng quê. Thì Lý Tử Thất đôi khi mặc quần rách, rồi lâu lâu thì lại có những cái rất là
tiên nữ đó, nhưng mà đa phần nhìn vô nó rất là nhẹ nhàng chứ nó không có gọi là nó ố dề quá ha, nên là cái trang phục nó là một cái phần quyết định rất là lớn. Tiếp đến rồi trong video nó sẽ có những cái gì xuất hiện, ví dụ như là những cái đồ vật này. Đồ vật thì chọn đồ vật gỗ, đồ vật handmade thủ công nhìn nó đơn sơ mộc mạc, hay là chọn những cái đồ gọi là nó công nghệ đó. Video Lý Tử Thất có bao giờ nhìn thấy những cái món đồ công nghệ hay là những cái món đồ gọi là phức tạp có tính điện tử hay là nó công nghệ hay nó hiện đại hay không? Không hề, đúng không? Rồi cái lúc mà chọn lựa cái bối cảnh để quay ấy, thì tất nhiên là ở kể cả đồng quê đúng không, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ có cột điện đúng không, chắc chắn nó cũng sẽ có xe cộ qua lại, nhưng mà Lý Tử Thất không bao giờ thể hiện những cái điều đó vào, bởi vì xe cộ qua lại hay là cột điện nó là những cái tính mang tính hiện đại, nó sẽ làm phá vỡ cái khung cảnh yên bình, mặc dù là quê cũng phải có điện chứ, chắc chắn chứ đúng không, nhưng mà video sẽ không bao giờ thấy đó. Nên là cái lựa chọn khung hình, tất cả những thứ mà nó hiển thị lên trên khung hình nó phải nhất quán, nó phải đồng bộ với lại cái tông mút để mà thể hiện được cái cảm xúc người xem sẽ nhận được, và người xem sẽ vô hình chung cái hình ảnh này nó đi vào não và nó tạo nên một cái cảm xúc ha. Còn một phần nữa, đấy là màu sắc. Thì anh em xem video của Lý Tử Thất sẽ thấy có một cái màu nó rất là trung tính, nó dịu, nhẹ chứ nó không bị quá tươi hay là nó không bị quá tối, đúng không? Nó sáng, nhưng mà nó sáng một cách dịu nhẹ, nó dễ chịu, không bị rực rỡ. Thì cái màu này nó sẽ quyết định ngay từ khi chúng ta quay phim ha. Thì nó có 3 phần quyết định. Thứ nhất là những cái trang phục nè, hay là những cái đồ vật xuất hiện ha, mình chọn những cái loại nó có màu trung tính thôi. Cái thứ hai là máy quay phải tốt để về mình có thể chỉnh màu, quay tốt, lựa chọn trang phục màu, các thứ nó trung tính rồi thì chỉnh màu nó khá là dễ. Nó chỉ cần là giảm cái độ tươi đi một chút xíu đi. Thậm chí là nếu mà những cái màu khi mà chúng ta quay tốt thì chúng ta kéo tươi lên thì nó vẫn sẽ đưa ra những cái màu khá là trung tính, dịu nhẹ ha. Màu sắc, chọn lựa khung hình, trang phục, rồi sau đó hậu kỳ. Thứ hai đấy là âm thanh yên bình. Âm thanh yên bình thì cơ bản những cái âm thanh ở vùng quê là nó đã yên bình rồi. Âm thanh tiếng cây xào xạc, hành động cho vịt ăn, hay là hái cây cỏ, hay là đi vào rừng, tiếng bước chân, tiếng suối chảy, hay là tiếng mưa rơi róc rách, đấy là những cái âm thanh nó mang tiếng nature, mang tiếng tự nhiên, thiên nhiên, thì mình cảm giác nó sẽ yên bình. Thì để làm được điều này thì phải tránh xa thành phố, và Lý Tử Thất đã lựa chọn một cái khung cảnh, đấy là một cái làng quê là chỗ của bà ngoại sống, nó rất là xa thành thị, nên mặc định là nó yên tĩnh rồi. Nhưng sự thật thì kể cả ở vùng quê có xa đến đâu đi nữa thì sẽ luôn luôn tồn tại những cái tiếng của xã hội, như là tiếng máy móc, tiếng xe cộ, máy cày, máy kéo, hay đơn giản tiếng máy bay trên trời, nó vẫn sẽ có. Nhưng mà tất nhiên khi quay thì né những cái tiếng đó ra là được. Ở vùng quê thì dễ né, ở thành phố thì gọi là thua. Nhiều anh em hỏi mình xin tư vấn về thiết bị âm thanh làm sao để thu âm hay được như Lý Tử Thất, thì anh em nên biết những điều này. Video của Lý Tử Thất là thuộc dạng ASMR, là một cái dạng video sử dụng âm thanh thật để mang lại xúc cảm phức hợp. Đấy, cơ bản có thể hiểu đơn giản là dùng âm thanh thật và phóng to nó lên để nghe cho nó đã tai. Việc này nghe chừng rất là đơn giản thôi, nhưng mà sẽ rất là khó, mà gần như là không thể thực hiện nếu như anh em chọn một cái bối cảnh mà bị ô nhiễm tiếng ồn ha. Anh em tìm cách làm sao để lọc được tạp âm, lọc được tiếng chó sủa, lọc được tiếng xe cộ, không lọc được đâu ha, nó chỉ là giảm được một phần nào đó thôi, chứ còn nếu mà lọc thì anh em sẽ bị bóp méo tiếng và lúc này thì âm thanh nó sẽ không còn hay nữa. Nên Lý Tử Thất ở đây thì đó là một cái lựa chọn khôn ngoan khi mà chọn một cái nội dung cũng như là cái bối cảnh ở rất là xa đường và ở nơi nông thôn, là cái nơi mà nó âm thanh yên tĩnh ha, không bị ô nhiễm tiếng ồn. Thì tất nhiên là nếu mà nói về thiết bị thì nó cũng sẽ cải thiện được một phần bằng cách dùng những cái micro cài áo, những cái micro không dây á, để gắn trực tiếp vô. Ví dụ như là muốn thu âm thanh tiếng nói á, thì giấu vô trong áo để thu tiếng to, hay là âm thanh mà hành động cắt rau củ gì đó thì để khuất đằng sau một cái vật gì đó thì chúng ta sẽ có được âm thanh hay. Đây là cái cách mà các blogger, những cái youtuber mà thu âm hiện trường họ thường hay dùng. Nhưng mà cái điều kiện tiên quyết đó là anh em nên chọn cái bối cảnh cho nó không bị ô nhiễm âm thanh. Thì kể cả anh em có dùng cái âm thanh thật từ cái camera ha, chưa cần micro gì hết, là âm thanh nó cũng đã hay sẵn rồi đó. Giống như Sang Vlog này, hay là Tân Hoa Ban Food này, Ẩm Thực Mẹ Làm này, Lý Tử Thất này, những cái kênh này đặc điểm chung là quay ở những cái khu vực không bị ô nhiễm tiếng ồn, nên là thu toàn là dùng micro vừa phải hoặc là âm thanh từ camera thôi là cũng đã có âm thanh tốt rồi nha. Thực tế thì sau khi mà một chuỗi video của Lý Tử Thất được viral và được nhiều người biết đến thì cô ấy đã nhận được đầu tư và có ekip sản xuất.
Tuy nhiên ekip sẽ đóng vai trò làm cho công việc cô ấy trở nên tốt hơn một xíu và nhanh hơn, chứ không phải là không có ekip thì cô ấy không làm được. Nếu mà không có ekip thì thay vì làm một cái video hết một ngày thì cô ấy làm hết 4 ngày. Nếu mà không có ekip thì cô ấy phải tự bấm máy camera. Nếu mà không có ekip thì cô ấy không thể quay được những cái ngày mà ánh sáng bị yếu, trời bị tối, sẽ không có đèn, sẽ không có những cái ánh sáng phụ trợ để mà quay. Nhưng mấu chốt đó là không có ekip thì Lý Tử Thất vẫn sẽ làm được một cái nội dung tốt. Và khi có ekip thì những cái mấu chốt, những cái điểm mà mình nêu ra từ nãy đến giờ cũng không thay đổi. Và nếu thấy video này hữu ích thì hãy để lại bình luận cho mình biết với nha. Và đừng quên like, share. Nếu anh em nào là tò mò hay là thắc mắc về một kênh YouTuber nào đó thì hãy bình luận phía bên dưới. À, TikTok cũng được. À, cứ bình luận phía bên dưới. Ha. À.